Xin chào các em, chúng ta sang bài một số ID là 101. Bài này thì minh họa cho đề minh họa năm 2021, dành cho các bạn sinh năm 2003. Liên quan đến phần este. Ở đây bài toán này hỗn hợp gồm có axit, Thì có ba axit đơn chức ký hiệu là R trung bình COH. Và thứ hai là este tạo bởi ba cái axit đó. Lý do vì sao thầy biết có ba axit đó tạo lên bởi vì đề thi bảo rằng thu được ba muối này thì ba muối đó phải trùng với ba cái axit này rồi. Thực hiện phản ứng ở đây thầy có là phản ứng đốt cháy 22,36 gam Đốt cháy với oxy Oxy của thầy là 2,01 Đó Phản ứng thứ hai là phản ứng brom hóa Brom hóa của thầy ở đây thì phản ứng brom Brom phấn một số mol là 0,09 mol Vừa đủ luôn Phản ứng tiếp theo là phản ứng với NaOH NaOH thì người ta lấy khối lượng gấp đôi à, Gấp đôi như vậy thầy giảm đi một lửa luôn Không phải tám mol Thì thu được muối Cộng với glycerol Cộng với nước Đề thi hỏi muối này Nhưng cái muối này của thầy là cái muối mà người ta Yêu cầu là ứng với 44,72 gram Do đó là sau khi mà làm xong thì thầy nhân đôi lên là xong à, Bài toán này không có gì khó khăn cả Quá quen thuộc rồi em xử lý rất ngắn gọn như sau Thứ nhất là đề thi này các em sử dụng thầy phương pháp dồn chất. Dồn COO ra ngoài, số mol bon là 0,08. C và H2 của thầy đốt cháy với oxy là 2,01. Khối lượng tổng là 22,36. Các em dễ dàng tìm được C và H2 ở đây, đặt là A và B. Các em có phương trình 1 là phương trình khối lượng. Phương trình 2 là phương trình cháy với oxy. Các em dễ dàng tìm ra được A và B luôn. Ở đây thầy tìm ra A bằng 1,35 và B bằng 1,32. Tiếp tức, sau đó là gì nữa? Thầy bơm hero vào để cho nó no. Hero của thầy là bằng bao nhiêu? 0,09 tức là thay thế với brom thì lập tức trở thành no. Và khi đó thầy dồn thành COO, CH2 và H2. Thì điều đặc biệt là khi dồn như này thì cái H2 này của thầy bằng tổng số mol bon của hỗn hợp. Như vậy CO là 0,08. Ok. CH2 là 1,35. Đó, và cái hydro còn lại sau khi bơm tổng vào Các em lấy 0,09 cộng với 1.32 trừ đi 1.35 Thì các em tìm ra được ở đây sẽ bằng là 0,06 Như vậy hydro đây là 0,06 Thì tổng số mon hỗn hợp này của thầy bằng 0,06 như vậy thầy dùng kỹ thuật vênh COO Thầy tìm ra được este này của thầy luôn Các em lấy 0.08 Trừ 0,06 chia 2 Bởi vì thầy này Vinh 2 COO Như vậy cái este này sẽ là 0.01 và cái axit này của thầy bằng 0,05 axit là 0,05 thì suy ra nước của thầy tạo ra là 0,05 glycerol của thầy bằng với số mol của chất béo à, xin phải chất béo mà đây là ST là 0,01 như vậy các em dùng bảo toàn khối lượng các em tìm ngay được đáp án muối luôn đó thì các em tìm ra muối của thầy có luôn các em có là bao nhiêu À, 22,36 cộng 0,08 x 40 trừ đi 0,01 x 92 trừ 0,05 x 18 bằng 23,74. Nhưng khối lượng muối này của thầy chỉ ứng với một lửa thôi, các em phải nhân 2 lên. Thì kết quả các em nhân 2 lên bằng 47,48. 47,48 g. À, lý do vì sao nhân 2 bởi vì người ta thực hiện phản ứng ở đây là thế thí nghiệm gấp đôi 44,72 gấp đôi 22,36 và kết quả đáp án hỏi gần nhất gần nhất với giá trị 47,48 đáp án phải là a rồi